Rồi, anh em nhìn con heo cute của mợ có gì lạ không anh em nha? Chạy thẳng vào đội anh team bạn luôn. Úi trời ơi, CC phép á, pha xa phép á, kiếm trận ông á, không mất máu. Cứng lắm anh em, quay lại chơi này. Trời ơi, vả của CC á, ghê đấy, như khấu ăn thua. Cứ anh em, à, mấy thanh niên này nghĩ chắc mỡ cứng đấy là không có đam đúng. Này thì không có đam này. Ây da, trời ơi, mỉ giá bắn mỡ vài chục máu ơi, không đáng kể. Không ăn thua. Ây da, kinh nhá. Bắt mỡ ra tuổi lắm này. Ây da, ây da, ây da. Ui. Chạy được rồi anh em ơi. Trời ơi, cứng vãi nồi. Yo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Đêm nay chúng ta sẽ cùng đến với một lần nữa quay trở lại với vị tướng Hellcurt ở mùa giải thứ 23 này. Những cái con Hellcurt này bây giờ nó không còn là cái con Hellcurt với cái set trang bị ngày xưa mà Mỡ chia sẻ cho anh em rồi. Hellcurt bây giờ anh em phải lên semi tank nó mới là chuẩn meta anh em ạ. Và tại sao lại như thế, hãy cùng Mỡ tìm hiểu trong cái video clip này. Khi mà chúng ta đã có được cho mình những cái món đồ này nha. Rồi, thì ở thời điểm hiện tại cái thời điểm mà cái video clip này Mỡ làm ý là cách đây ít lâu Mỡ cũng đã làm cho anh em xem cái video clip về Hellcurt rồi đúng không ạ? Đó là một cái con Hellcurt mà cá nhân Mỡ cho rằng là Mỡ làm, nhưng về cơ bản là Mỡ cũng mới chỉ review cho anh em về những cái búp mà có phần gọi là thực tế trước mắt anh em cũng có thể trải nghiệm được. Đó chính là cái con Hellcurt này bây giờ nếu như mà anh em dùng chiêu 1 mà trúng mục tiêu ý, nó sẽ được hồi cho anh em một chạc đến từ cái mũi dao kịch độc của chiêu 2. Và kèm theo đó khi mà anh em dùng ulti thì anh em cũng sẽ được tăng thêm một chạc đến từ cái chiêu 2 này. Thì đại khái là Mỡ mới chỉ mang đến cho anh em đó là cái sự tiện lợi cũng như là cái sự dễ dàng trong cái việc duy trì những cái mũi dao kỳ độc đến từ chiêu 2 để mà xin kẻ địch mà thôi. Còn thực tế cái con Hellcurt này nó đã được chỉnh sửa chính là đến từ cái việc những cái mũi dao kịch độc ở cái kỹ năng thứ 2 này này là nó đã được thừa hưởng những cái hiệu ứng đến từ đòn đánh thường. Đấy. Thì khi mà có một cái thông báo là thừa hưởng những cái hiệu ứng đến từ đòn đánh thường thì cụ thể sẽ là như thế nào? Cụ thể đây tức là nếu như mà anh em có lên những cái trang bị mà nó tăng hiệu ứng đến từ đòn đánh thường ý, thì cái skill 2 này của con Hellcurt nó sẽ được thừa hưởng luôn. Lấy ví dụ ở trong cái trận đấu này Mỡ sẽ mang đến cho anh em đó chính là cái kiếm giết cỏ, kiếm giết quỷ. Thì cái kiếm giết quỷ sẽ là một cái trang bị mà sẽ giúp cho cái con Hellcurt này thừa hưởng được cái hiệu ứng đến từ cái trang bị này, và kèm theo đó là phát huy được tối đa cái sát thương đến từ cái mũi dao kịch độc. Đấy, anh em hiểu không ạ? Tức là bây giờ anh em khả năng cao là chỉ cần lên mỗi kiếm diệt quỷ thôi là đam của anh em đã to kinh khủng khiếp rồi. Bởi vì ngoài những cái đòn đánh thường là cái mũi dao kịch độc nó xiên một phát là gọi là 4 lần luôn, 4 lần đam luôn đúng không anh em? Thì đam đến từ cái kiếm diệt quỷ nó còn kinh khủng hơn thế nhiều. Đấy, nó sẽ còn cộng hưởng kinh khủng hơn thế nhiều. vậy thế cho nên ý là ở trong video clip này anh em sẽ thấy có một cái sự khác biệt về cách lên đồ. Như góc dưới bên trái Mỡ sẽ để cho anh em xem. Và dĩ nhiên là ở giai đoạn đầu game, nếu như mà anh em khỏe và anh em có được những cái pha tập kích như Mỡ vừa làm cho anh em xem, thì những cái chất tướng máu mỏng của team bạn kiểu như là Fasha, kiểu như là Mia, kiểu như là thậm chí cả Lancelot thì cũng đều rất khó thở trước những cái pha anh em xiên mũi dao kích độc đến từ con Hellcurt này. Con Hellcurt ở thời điểm hiện tại đây là một cái vị tướng sát thủ tương đối mạnh và anh em chơi được ở rank tầm trung. Nhưng cái lý do tại sao cái con Hellcurt này nó không được sử dụng ở trong những trận đấu rank cao rất là đơn giản thôi. Đó là tại vì cái con Hellcurt này cái skill 2 của nó dùng rất dễ trượt. Đấy, nó dùng rất dễ trượt. Cho nên là anh em sẽ rất ít khi thấy Hellcurt này ở trong những trận đấu rank cao. Bởi vì cái con Hellcurt này bây giờ mà anh em xiên chiêu 2 ý, mà anh em trượt ý là anh em hết sạch đam luôn. Anh em chẳng có cách nào để mà anh em có thể gọi là tấn công cũng như là gây sát thương lên kẻ địch cả. Đấy, đây là một cái chất tướng sát thủ mà thường ý sẽ là đi gank theo thời gian. Đấy, tức là nó phải chờ đủ chiêu và đủ điều kiện nó mới đi gank được. Nó sẽ không giống được những cái chất tướng sát thủ khác kiểu như là Linh, kiểu như là Yi San Xin, đúng không ạ? Yi San Xin thì về cơ bản anh em dùng trượt chiêu 2, anh em lướt chiêu 1 nó không được chuẩn xác cho lắm.
Nhưng mà đòn đánh tay kèm theo đó là cái ngưỡng sức mạnh của anh em vẫn có. Còn con heo cớt này mà anh em dùng trượt ý, thì nó tùng lung tà la từ lượt tài lè lắm anh em ạ. Đó, rồi. Và ở trong cái trận đấu này mỡ sẽ lên đồ như sau. Đầu tiên mỡ sẽ cầm cho mình đó là cái kiếm diệt cỏ trang bị đầu tiên luôn. Tiếp đến kiếm diệt quỷ, mỡ xin lỗi anh em, kiếm diệt quỷ anh em ạ. Tiếp theo đó là cái bách chiến rìu. Sau khi mà anh em có hai cái trang bị này thì cầm cho mỡ full tanh luôn anh em ạ. Đó, đầu tiên là cái băng thạch, tiếp đến là cái khiên thần Athena, và cuối cùng sẽ là cái chiến giáp thượng cổ. Tại sao lại lên chiến giáp thượng cổ? Để mà counter đi cái con Mia, kèm theo đó là con Lancelot anh em ạ. Chiến giáp thượng cổ là trang bị gọi là core để counter Lancelot anh em nha. Bởi vì Lancelot là gây sát thương bằng kỹ năng mà. Ok, thì đó là những cái điều mà mỡ muốn chia sẻ với anh em thật nhanh, ngắn gọn, xúc tích thôi. Và ở trong trận đấu này mỡ sẽ gọi là cố gắng gọi là mang đến cho anh em cái giai đoạn cuối game để mà anh em gọi là thấy được một cái con heo cụ tè với cái lên đồ theo kiểu gọi là hai đam và ba tanh là như thế nào nha. Và ở đây này mỡ thấy có một cái tình huống là Pha-sa cô ta đi lạc và cô ta không chạy được, mỡ đã góp công vào việc hạ gục đi được Pha-sa, và kèm theo đó là Jin team bạn bay màu hai thành viên ở trong cái tình huống vừa xong. Và đây là mỡ sẽ gọi là có một cái tình huống gọi là đi rình rập con cá mập tập kích vào, đó là cái vị tướng Sicilian. Anh ta rất cứng nhưng mỡ diện ôi không hack não được rồi anh em ạ, tương đối khó nhỉ. Đấy, đấy là cái lý do mà tại sao cái con heo cớt này cần một cái người có kỹ năng rất cao. Nếu như mà muốn mang cái con heo cớt này vào trong gọi là đánh rank, đánh gọi là cái gì anh em nhỉ? Đánh rank cao đấy anh em ạ. Đấy, tình huống này anh em lại thấy mỡ xiên trượt, nhưng không sao, team của mỡ có Tywill khống chế là đủ nhiều để mỡ hạ cũng đi được đó là cái vị tướng Lancelot ở trong tình huống vừa xong. Chắc là tầm này với cái lượng máu ít ỏi chắc là mỡ đi về được. Ấy à, hỏa tiễn đến từ con Sicilian à? Cái gì vậy? Tay anh em ạ. Đánh đá quá. Rồi, và mỡ sẽ lên đi cho mình đó là cái món trang bị tanh đầu tiên, trang bị thủ đầu tiên. Trải qua khoảng 8 phút đầu tiên thì mỡ cũng đã có được cho mình, anh em có thể nhìn thấy cái thanh trạng thái ở dưới minimap không anh em? Là mỡ đã có bách chiến rìu kèm theo đó là cái kiếm diệt quỷ rồi. Thì khi mà có hai cái món trang bị này thì cái ngưỡng sức mạnh cũng như là những cái cú xiên của con heo cơn này là mắc đam rồi anh em ạ. Và bây giờ mỡ sẽ lên những cái món trang bị thủ. Bởi vì với những cái món trang bị thủ ý, thì cái ngưỡng sát thương của mỡ kèm theo đó là những cái cú cào sẽ rất là đau. Em thấy không, cái tình huống vừa xong mà xiên trúng 4 xiên là cái con Lancelot nó hẹo đấy. Nhưng mà chỉ xiên trúng có khoảng hình như là 1 hay 2 xiên ý, cho nên Lancelot nó vẫn còn rất nhiều máu. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì Lancelot cũng đã bị hạ gục dưới bàn tay của mỡ kèm theo đó là Sylvanas rồi. Mỡ tiện đường công tác di chuyển lên đường trên, anh em thấy không? Kể từ khi con heo cớt này nó được thay đổi kỹ năng để mà búp cầm được cho mình đó là cái kiếm diệt quỷ, thì cái ngưỡng sức mạnh cũng như là cái lượng sát thương đến từ những cái cú cào tay và đến từ cái chiêu ấy là anh em có thể thấy là nó to lên đáng kể luôn anh em ạ. Và điều này là mỡ thích. Rồi ok, cho nên là bây giờ thì chúng ta đủ đam rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi như sau. Thấy được có thế thì chúng ta sẽ đi đánh nhau, còn không là chúng ta sẽ đi farm. Và đây mỡ đã có ultimate rồi này. Khả năng cao là ở đường dưới có Mia, đứng giữa là có Lancelot và Sicilian. Đó, ok, để mỡ sẽ chờ xem. Đấy, anh em thấy không ạ? Rồi, mỡ biết là Mia sẽ có cái tăng hình đúng không? Để mỡ lo. Rồi lao ra này, câm lặng nó cái cho nó tăng hình này để xem nó đi đâu nha. Đấy, đây. Muôn đời Mia không bao giờ chạy được nếu như mà chúng ta hạ gục đi được lao vào cô ta ở trong những cái tình huống mà xung quanh cô ta không có cách nào để mà tẩu thoát. Đấy. Thấy ngay có một con địch team bạn chui vào mũi, thế là cuối cùng gọi là chúng ta đuổi theo hạ gục ngay. Nhưng mỗi tội là mỡ không có được mạng hạ gục, mà mạng hạ gục lại dành cho đó là cái vị tướng Tywill. Đấy, có thể điếu nào trận này lại Selena an dinh là sao? Trong game này làm điếu có Selena, tấu hài hả? Ông bi chích, vãi lồi thật anh em ạ. Rồi, ok, thì trận đấu này thì mỡ thật sự phải nói với anh em là đang chưa được xanh giống như lời đồn. Bởi vì trận đấu này mỡ hỗ trợ là về cơ bản hơi nhiều, nhưng mà ultimate của mỡ đã là có rồi. Đây sẽ là cái tình huống mà mỡ tận dụng cái chiêu cuối gọi là tắt đèn của mình để mà biến team bạn ai đó thành chị dậu, khả năng cao sẽ là cái vị tướng Pha-sa. Rồi tắt đèn, chị dậu đó chính là Pha-sa. Cuộc sống của chị ta, cuộc sống của Pha-sa cũng giống như là cái cuộc sống của chị dậu vậy. Lên bảng điểm số. Phía bên này là úi dồi, đưa mỡ lâu đài tình ái à. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc khum giống như trần gian. Liu 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 liu. Ấy à. Ui. Tay anh em ơi, hết cả nhà nó hồn. Rồi, tí nữa để mà đối đầu với cả con Pha-sa kèm theo đó là con CC, không thể thiếu được cái món trang bị là thiên thần rồi. Anh em thấy không ạ? Rõ ràng chúng ta có thể thấy được rằng là không cần lên quá nhiều trang bị đam, mà ở thời điểm hiện tại Hellcurt vẫn đang tương đối khỏe
với kiểu lên đồ như thế này, và mỡ nghĩ rằng anh em cũng nên lên đồ giống như mỡ đi. Bởi vì nếu anh em lên đồ full dam á, đồng ý rằng là cái lượng sát thương của anh em sẽ rất là khủng bố, nhưng anh em sẽ rất mỏng, khả năng cao anh em sẽ bị bốc hơi. Đấy, còn tại sao lại thế thì lát nữa anh em sẽ chờ xem nha. Rồi, ở đây là mỡ thấy có Vasha, mỡ thấy có đó là Lancelot. Mỡ hạ gục đi được anh ta và ôi ôi, cầm kiếm là chưa hiểu ý nhau lắm đến từ vị trí của mỡ. Và mỡ không hạ gục đi được đó là cái vị tướng Vasha. Nhưng về sau cô ta cũng đã lên bảng điểm số rồi. God ở đây anh ta chơi tương đối hay và mỡ sẽ nhông vào trong cái tiếng này xiên đôi. Sát thương là đủ, cùng với đó là Beatrix để mà có thể hạ gục đi được cặp đôi Sicilian kèm theo đó là mỉ giá anh em ạ. Chính ra lên đồ như thế này là kiểu sẽ làm mỡ tự tin hơn một phần anh em, bởi vì mỡ có máu mà mỡ có khả năng chống chịu mà. Đấy, chứ bây giờ mà chúng ta không lên full tank ấy, mà chúng ta để cho những cái con như kiểu con Sicilian hay Fasa nó rộng cái vũ hoạt thiên kích kèm theo đó là cái kỹ năng rơi công kích không thở đâu anh em ạ. Tắt thở sớm lắm. Rồi, lần này chúng ta sẽ không về nữa, chúng ta sẽ vào rừng phát đi cho mình đó là cái con bùa tím. Và anh em lưu ý rằng là với hai cái trang bị là kiếm diệt quỷ kèm theo đó là cái bách chiến diều ấy, thì cái con Helcurt này có đủ những cái chỉ số mà nó cần. Nó có máu, nó có sát thương, nó có rơi thang hồi chiêu, nó có gọi là tí thứ đến cái mức mà vẫn đủ khỏe để mà hạ gục đi được đó là cái vị tướng Jin, đúng không anh em? Rồi, ở đây là mỡ thấy có đó là cái cô nàng Sicilian, anh chàng Sicilian. Một cái tình huống trừng phạt đến từ vị trí của Lance cũng phải thôi, mà không có trừng phạt mà anh em, mỡ vừa hạ gục đi được cái thằng Jin ở đứng trên mất rồi. Nhưng thôi không sao cả. KDA thời điểm hiện tại của mỡ đang là 7, kèm theo đó là 10. Thế trận đang tương đối là cân bằng dành cho cả hai team, nhưng về tinh thần thôi. Còn về thế trận, trận này thuộc về mỡ rồi. Đang là tập trung đông với 3 thành viên team bạn này. Mỡ sẽ có một cái tình huống nhồng ra, nhưng Tywill đã phải lên bảng điểm số. Mỡ tắt đèn, lao ra câm lặng. Bỏ mỡ rồi, lại đi gọi là trừng phạt ông Fasa. Cho nên là cái con CC nó chạy nhanh quá, mỡ buộc phải bỏ qua rồi. Và trải qua những cái tình huống gọi là truy kích đến từ Lance, kèm theo đó là cái trò chân đến từ Mia, thì mỡ cũng đã lùi được về. KDA thời điểm hiện tại của mỡ đang là 72, kèm theo đó là 11. Dù gì thì Fasa cũng đã phải lên bảng điểm số trong cái tình huống vừa xong. Và tiện đường công tác là team mỡ sẽ lấy đi cho mình đó là cái con bùa này luôn. Bây giờ nói thật với anh em nhìn cái thanh máu của mỡ này cứng vãi nồi. Bây giờ hoàn toàn có thể có được những cái tình huống gọi là solo với Lord, hay là đi tham gia giao tranh và hạ gục những cái mục tiêu khác mà vẫn trông chịu được một tí, vẫn là ổn anh em nha. Đấy, trước giờ chúng ta biết con heo cơn vẫn là một cái chân tướng sát thủ tương đối mỏng, nhưng với cái việc lên đồ như thế này thật với anh em cứng vãi cái lông nách luôn. Nó lại là hợp lý rồi. Một cái thông báo chờ Lót đến từ vị trí của team mỡ, mỡ cũng đã nghe được thấy cái điều đó đến từ vị trí của anh chàng này, anh chàng God. Và dĩ nhiên là hãy để mỡ đẩy đường lên đã, rồi đường trên thấy có con Lance đi lẻ đúng không. Ui, Beatrix hạ cũng đi được pha xa quá tuyệt vời ông mặt rời. Mỡ sau khi ăn đi được xong đó là cái bùa tím xong thì mỡ sẽ lên đường trên, mỡ bắt thằng Lance, mỡ bắt cho anh em xem nha. Tầm này Lance không thở được mỡ đâu anh em ạ. Rồi ultimate lao vào câm lặng, kèm theo đó là trừng phạt giảm tốc di chuyển cao là rất tốt. Lance anh ta múa nhưng anh ta múa lên thiên đàng luôn anh em ạ. 3 mạng hạ gục là được dành cho team mỡ. Trụ đường dưới đã là bị nổ, chỉ còn CC kèm theo đó là Mia đang cố gắng đẹp nhà. Mỡ ở thời điểm hiện tại với cái lối lên đồ như thế này kèm theo đó là cái bùa xanh, cho nên là cái thời gian hồi chiêu của bộ kỹ năng của mỡ là rất là thấp. Bộ kỹ năng của mỡ thời gian hồi chiêu có giảm thời gian đến từ cái bách chiến diều này, đến từ cái băng thạch này, rồi thì đến từ cả những cái món, đến từ những cái chỉ số của bảng ngọc nữa, cho nên là cộng lại ba cái đấy kèm theo đó là cái bùa, nên là kiểu chỉ số sẽ có rất là nhiều để mà đảm bảo cho anh em gọi là giảm được tối đa thời gian hồi chiêu để mà đánh nhau. Ok, phía bên này thì mỡ đang thấy được là team bạn bây giờ lại chơi cái kiểu gọi là chơi hèn để đép nhà. Một trong những cái thế mà mỡ nói là cá nhân của team mỡ nếu mà đánh cẩn thận thì rất dễ quăng game và dễ bị lên bảng anh em ạ. Cho nên là chúng ta sẽ thay vì đánh kiểu như vậy, chúng ta sẽ đi đẩy các lane lên để cho tạo ra được cho mình một cái khoảng thời gian dễ thở. Team bạn bằng cách nào đó họ hạ gục đi được 3 thành viên team mỡ rồi. Nhưng mỡ có mặt ở đây, một xiên lá rất thốn đến từ vị trí của Mỉ Giá. Mỉ Giá cũng đi chân lạnh toát và Sicilian bị làm choáng. Thế thì đứng yên cho mỡ xiên. Hai cái choáng đó là mạng thứ 10 của mỡ trong cái trận đấu này. Vũ hỏa thiên kích của Fasa không ăn thua. Không ăn thua anh em ạ. Đủ cứng rồi, mỡ cứng lắm rồi anh em. Rồi ok, tìm cách end game nha. Vào trêu tí này. Ê, tự nhiên gọi là ấy, xong rồi trụ bắn ta biết thế phá nhà từ đầu anh em nhỉ. Ôi dồi ôi tí nữa thì gần đất xa trời, biết thế phá nhà luôn là xong anh em nhỉ. Hơi xui chứ bây giờ Savannah cũng chết rồi mà. Trời ơi hay quá, cướp đi được cái giáp bất tử của con Fasa như thế là gọi là nỗ lực hết sức rồi. Rồi bây giờ mỡ cũng đã có được cho mình một cái con heo cớt với 3 tanh và 2 đam. Anh em có thấy con heo cớt này nó yếu đi so với cái con heo cớt mà ngày trước mỡ làm không anh em? Nó chẳng yếu đi tí nào cả, thậm chí nó còn khỏe hơn. Mà cái con heo cớt đấy ngày xưa mỡ làm nó còn lên full dam cơ. Đấy, cái lối chơi của nó về cơ bản là cái lối chơi sinh ra là để đàn áp team bạn.
Đấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có ưu thì cũng phải có nhược. Cái mũi dao kỳ độc của Hellcat ở thời điểm hiện tại dùng mặc dù đã dễ hơn trước rất là nhiều rồi nhưng mà nó vẫn khó. Đấy, cho nên là dồn skill đôi khi trượt thì anh em cũng phải gọi là thông cảm, đúng không ạ? Rồi, đang là giao tranh ở đây, mỡ có ultimate tắt đèn, sau đó mỡ lao thẳng vào đó là kìa, xin đi đâu đấy? Nhưng mà thôi không sao, đuổi lấy cái vị tướng ở đây là Lance, sau đó hạ gục đi được anh ta, mạng thứ 11 của mỡ, rồi mỡ chuẩn bị gọi là quay ngược lại, làm chậm đi đó là Cecilian, và một xiên vào Cecilian, cụ đi chân cũng gọi là sức mặt lợn luôn anh em ạ. Rồi, và đây này thì mỡ xem gọi là cái thế lính nó sẽ là như thế nào nha. Có dịch chuyển hay không? Ây da, kinh nhá. Bắt mỡ ra tuổi cái lông này. Ây da. Ui. Chạy được rồi anh em ơi. Trời ơi. Cứ mãi nổi. Mỡ nghĩ rằng cái tình huống vừa xong nhiều anh em sẽ nghĩ là mỡ bị găm xong rồi mỡ bị dồn sát thương là hạ bị hạ gục đúng không? Nhưng anh em nên nhớ rằng là đây là cái con heo cơn mà mỡ chơi. Con heo cơn này thì nó có tới tận 3 món đồ thủ cơ, cái thiên thần, cái băng thạch với cái giáp tàn bạo. Giảm đi đáng kể lượng sát thương đến không chỉ là đam phép và kèm theo đó là đam vật lý. Và bây giờ đang là phút thứ 16, một cái thời điểm mà mỡ nghĩ rằng cực kỳ nhạy cảm. Trận đấu này hoàn toàn có thể kết thúc khi mà không có mỡ. Mỡ cũng đã có được cho mình một cái KD là toàn vẹn. Rồi thì cái thế như thế này là chỉ có win thì mới gọi là vui thôi. Rồi vào đây này là mỡ thấy có Mia. Ui Mia tàng hình, Mia hết tàng hình, Mia còn cái nịt. Rồi đánh mỡ à, mỡ cứng lắm cơ. Liu. Mỡ lao vào hạ gục Mia bằng mỡ gần như là không mất máu. Cái thanh máu của mỡ thời điểm hiện tại quá dài, nó còn dài hơn cả thậm chí là Saivana các anh em ạ. Và ở đây là mỡ thấy có Jin. À Jin đưa mỡ này tình ái à. Anh ơi lâu đài tình ái đó. Chắc không giống như trần gian. Này tưởng mỡ lên full tay mỡ không có đam à. Này thì anh ơi anh ạ à, không được rồi. Tay lùi tí. Ừ mặc dù là mình có hiệu khống chế nhưng mà mình vẫn phải đánh cẩn thận một tí. Rồi bây giờ sẽ là end game ở đây anh em nha. Sẽ là end game ở đây thôi. Phá nhà anh em ạ. Phá nhà. Chứ đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về Hellcat mùa giải thứ 23 lên semi tank. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like và đăng ký kênh nha. Peace.